Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình đã được thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Thanh Tiến có địa chỉ tại Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Và đây là một công trình của chúng ta đang được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ máy bằng nữa thì đã rất là phù hợp với cả những ngôi nhà lộc phố rồi. Và đối với công trình này của chúng ta, lát nữa cùng phân tích rằng là đối với phần ngoại thất có những cái đặc điểm gì nổi bật và ngoài ra thì những cái vấn đề lưu ý khi thiết kế và thi công công trình nhé. Và đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, còn ngoài ra chúng tôi đã cập nhật rất nhiều trên các trang web, các kênh thông tin trực tuyến của chúng tôi rồi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía Thanh Công Cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh Nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mini Home Nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh Kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh Lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng, đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home Nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên chúng tôi có địa chỉ tại số 34QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 508 Và tại Bình Dương, chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 Tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ấy thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
và đó là về một vài những thông tin của Mac Home. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì như đã giới thiệu với quý vị, công trình này đang được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái bằng, thì đã cực kỳ là phù hợp đối với những ngôi nhà lô phố. Và nếu như quý vị để ý thì có rất nhiều những ngôi nhà lô phố chúng ta vẫn đang được thực hiện theo cái phong cách này, bởi vì là nó đã có thể tận dụng được toàn bộ những cái khuôn mẫu của lô đất, và ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có thích hợp với cái việc bố trí công năng ở đằng trong. Và đối với cái phần ngoại thất phía bên ngoài này thì cũng đã rất là phù hợp rồi. Ở đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem qua một lượt tất cả những cái bản vẽ ngoại thất 3D của công trình. Thì có thể nhận thấy rằng là cái điểm nhấn của công trình này nó nằm chủ yếu ở những cái hệ lam bê tông đua ra của những cái ban công đó, kết hợp với cả là những cái lan can nữa. Nó đã giúp cho cái công trình có thêm những cái điểm nhấn và nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều khi mà chúng ta ốp những cái mảng gỗ ở đây. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn những cái vật liệu như là gỗ tự nhiên nhé, hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại gạch giả gỗ cũng được. Và tôi khuyên rằng là quý vị nên sử dụng những cái loại gạch giả gỗ thì nó sẽ có chất lượng bền vững hơn. Và đối với công trình này, khi mà chúng ta sử dụng một cái lối thiết kế phong cách hiện đại ấy, thì nó đã giúp cho công trình có một cái giao diện rất là khỏe khoắn, đặc trưng của một cái sự hiện đại tân thời. Và đối với công trình này của chúng ta thì kết hợp với cả hệ mái bằng nữa, nó lại càng làm tinh giản gọn nhẹ cái phong cách của nhà lô phố. Đặc biệt là đối với những ngôi nhà lô phố như vậy mà có một cái hệ mái bằng đó, thì chúng ta đã có thể đặt những cái trang thiết bị điện nước lên phía bên trên mái, giúp cho không gian sống phía bên dưới của chúng ta sẽ gọn gàng hơn, có thể bố trí các công năng khác, tận dụng tối đa khoảng trống trong ngôi nhà. Và đối với công trình này của chúng ta, khi mà thiết kế hệ mái bằng ấy, thì có một vài những cái lưu ý cho quý vị trong quá trình thi công. Đó chính là về cái đầu tiên là chống thấm. Đối với những công trình nhà máy bằng ấy, thì nó sẽ có một cái độ dốc không nhiều như là nhà máy Nhật hay là nhà máy Thái hoặc là nhà máy Mansart. Vậy nên sẽ có trường hợp xảy ra, đó chính là mưa nhiều nó sẽ bị thấm dột, thậm chí là bị nứt vỡ phía bên trên sàn mái. Đó, thay vào đó chúng ta có thể đầu tư sang một hệ máy khác là nhà máy Nhật, nhà máy Thái. Thì đối với khá nhiều ngôi nhà lô phố chúng ta cũng đầu tư cho hệ máy Nhật cũng nhiều. Đó, quý vị có thể điều chỉnh thì chúng ta sẽ không cần quan tâm quá nhiều đến những cái vấn đề chống thấm hay là những cái vấn đề thoát nước phía bên trên sàn mái. Và một cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần lưu ý phía bên trên mái bằng nữa, đó chính là về cái việc chống nóng, cách nhiệt. Đối với những ngôi nhà lô phố ấy, thì những cái ánh nắng mặt trời nó chiếu thẳng vào cái sàn mái này và toàn bộ những cái nhiệt năng đó nó sẽ được hấp thu và truyền tải xuống cái không gian sống phía bên dưới của chúng ta, khiến cho không gian sống phía bên dưới nó sẽ bị ngột ngạt, oi bức, khó chịu. Đó, thay vào đó quý vị có thể làm một cái biện pháp chống nóng khác, đó chính là có thể làm thêm những cái hệ thống trần thạch cao phía bên trên công trình này. Nó sẽ tạo ra một cái khoảng không gian tự nhiên để có thể cách nhiệt giữa cái lớp đổ trần bê tông của mái với cả cái lớp trần thạch cao của công trình. Còn ngoài ra nữa, quý vị cũng có thể thi công sang một cái phương án khác, đó chính là lợp thêm một cái lớp mái tôn chống nóng ở phía bên trên thì cũng sẽ rất là hiệu quả. Và đối với công trình này của chúng ta, ngoài cái việc mà thiết kế theo cái loại hình là hiện đại kết hợp với cả là hệ mái bằng ra, thì chúng ta cũng đã bố trí có rất nhiều những cái hệ thống cây trồng xung quanh công trình rồi. Nó sẽ đảm bảo cái sự xanh tươi. Nhìn vào công trình có một cái sắc xanh thì bao giờ nó sẽ thu hút hơn đối với một công trình không có sắc xanh rất là nhiều. Và đối với hệ thống sảnh chính của công trình này thì chúng ta đang sử dụng hệ thống bậc tam cấp đi lên. Cái việc sử dụng hệ thống bậc tam cấp nó sẽ đảm bảo rất là tốt cho phong thủy, khi mà nó biểu trưng cho ba yếu tố, đó chính là thiên, địa và nhân, giúp đón nhận những cái vượng khí tài lộc dành cho gia chủ. Còn nếu như mà không, quý vị cũng có thể chuyển sang một cái loại hình bậc khác cao hơn, đó chính là hệ thống bậc ngũ cấp với số bậc là 5 bậc, thường nó sẽ rơi vào cái khoảng số đo là 750 mm. Còn đối với hệ thống bậc tam cấp như thế này thì nó sẽ thường rơi vào khoảng là 450 mm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đối với những cái ngôi nhà lô phố của chúng ta vẫn nên đầu tư cho những cái hệ bậc cao ít nhất là tam cấp nhé. Còn nếu như mà tốt thì đầu tư cho hệ thống bậc ngũ cấp, bởi sau này những hệ thống mặt đường này họ sẽ nâng sửa cao lên, sẽ khiến cho cái sàn nhà, cái cốt sân nhà của chúng ta nó sẽ bị thấp xuống. Đó, nếu như mà chúng ta không xây cao ngay từ đầu ấy, sau này sẽ rất dễ xảy ra tình trạng là bị thấp hơn so với mặt đường và khiến cho nước ở phía bên ngoài nó tràn vào, hay là trong quá trình chúng ta di chuyển đi lại cũng sẽ bất tiện, khó khăn hơn rất là nhiều. Thế nên là cái việc mà chúng ta đầu tư cho hệ thống bậc tam cấp, bậc ngũ cấp như thế này là rất hợp lý rồi. Và đối với công trình này của chúng ta cũng có một cái chiều cao khá là lớn nữa, với số lượng tầng lên tới 4 tầng liền. Đó thì chúng ta cũng nên làm một cái hệ thống đế bậc làm sao cho nó cân đối với cái chiều cao của tổng thể ngôi nhà. Thì như tôi đánh giá, công trình này chúng ta nên thiết kế hệ thống bậc ngũ cấp với số lượng là 5 bậc thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài ra đối với cái sảnh chính này, cái phong cách hiện đại thì cũng đã lược bỏ đi những cái cột trụ ở hai bên, giống như là những cái phong cách hiện đại của những ngôi nhà vườn. Mà ở đây chúng ta là những ngôi nhà lô phố. Đó thì chúng ta khi mà lược bỏ đi, nó vẫn sẽ giữ được cái sự tinh giản gọn nhẹ của ngôi nhà hiện
đại mà nó vẫn sẽ đảm bảo được cái sự khỏe khoắn. Ở đây thì sẽ sử dụng những cái khối hình rất là vuông vức thôi, mà ngoài ra nó có thể tiết kiệm được những cái chi phí của những cái cột trụ hai bên nữa. Và đối với cái phần sảnh này, chúng ta cũng đang được đầu tư khá là sang trọng khi mà đã được ốp rất nhiều đá tự nhiên phía đằng trước mặt công trình rồi. Cái việc này nó sẽ giúp cho công trình chúng ta sạch sẽ hơn, dễ dàng lau chùi tẩy rửa hơn và hạn chế được những cái tác động của môi trường xung quanh như cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt đến những cái mảng tường xung quanh của công trình. Và đối với công trình này, chúng ta đang sử dụng hệ thống cửa chính đi lại, đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với cả kính cường lực. Ở phía bên ngoài chúng ta còn có một cái lớp rào chắn làm bằng sắt nữa, đó thì nó sẽ đảm bảo an ninh cho công trình. Mà ngoài ra thì cái việc lựa chọn vật liệu như thế này thì rất là hợp lý rồi, bởi vì là chúng ta không có những cái mái sảnh đua ra nhiều như là những ngôi nhà vườn, vậy nên là những cái cửa chính này nó sẽ tiếp xúc với cả là mưa gió rồi là nắng rất là nhiều. Thế là chúng ta lựa chọn những cái vật liệu nhân tạo và nó bền vững thì chắc chắn là một cái sự lựa chọn nó tốt hơn rồi. Và đó là về phần ngoại thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ thiết kế. Đối với tất cả những cái bản hồ sơ mà do Mark Home thiết kế thì chúng tôi sẽ đều đầy đủ những cái nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Và trước hết xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ kiến trúc. Đối với hạng mục kiến trúc này, chúng ta sẽ có số lượng trang vẽ lên tới 43 trang vẽ. Trong này sẽ đầy đủ những cái nội dung từ mặt bằng hiện trạng, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bát trạch phong thủy, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết thang, chi tiết cửa đi, cửa sổ hay là những cái mặt bằng trần, đèn và lát sàn nữa. Đó thì nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ dễ dàng hơn. Và khi mà chúng ta đọc vào bản vẽ cũng sẽ có thể dễ dàng xác định được cái nội dung mà chúng ta đang cần tìm hiểu. Ví dụ như là cần tìm về mặt bằng bố trí nội thất tầng 1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xem nó nằm ở số thứ tự thứ 5. Từ đó chúng ta mở đến trang vẽ thứ 5 chúng ta xem luôn thì nó sẽ tiện lợi hơn. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng hiện trạng của công trình. Thì đối với công trình này chúng ta đang có khu đất hiện trạng có diện tích là 40m2, ở xung quanh thì sẽ là đất của hàng xóm và phía trước là đường giao thông. Và tiếp theo là về mặt bằng định vị công trình, sẽ có thể xác định được cái vị trí của công trình xây dựng trên cái khu đất như thế nào. Thì ở đây có thể nhận thấy rằng là đã tận dụng được tối đa những cái không gian của lô đất rồi. Và đối với bản vẽ này chúng ta cũng sẽ có thể xác định thêm về hướng của công trình nữa, dựa vào một cái hoạt gió phía bên trên của trang vẽ, từ đó chúng ta xác định ra những cái hướng còn lại. Ví dụ như là ngược xuống dưới sẽ có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Từ đó chúng ta xác định hướng dựa vào cái sảnh chính này nhé. Sảnh chính của công trình này thì nó đang xuôi theo cái hướng đó chính là hướng tây bắc. Và để xem rằng là hướng này có thực sự là phù hợp với tuổi của gia chủ hay không thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Trong mặt bằng bát trạch phong thủy thì dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1985, từ đó chúng ta xác định được những cái hướng tốt dành cho gia chủ như là hướng đông bắc là thiên y thiên thời che chở, hướng tây bắc là phục vị được sự giúp đỡ. Đây cũng chính là hướng của công luôn rồi. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn có hai hướng, đó chính là hướng tây là sinh khí phúc lộc vẹn toàn và hướng tây nam là phúc đức mọi sự ổn định. Ở đây thì chúng ta đã được xem rất là chi tiết cụ thể về hướng ban thờ cũng là hướng bếp luôn. Hướng ban thờ thì chúng ta sẽ xuôi về hướng tây và hướng bếp xuôi về hướng nam là đẹp nhất cho công trình. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng bố trí nội thất của tầng 1. Tại trang vẽ này chúng ta sẽ có thể xác định được cái chiều rộng của ngôi nhà là 4,7m, chiều sâu là 9,3m. Như vậy là chúng ta sẽ có tổng diện tích một mặt sàn có thể lên tới là 40m2. Và trong không gian này chúng ta đã bố trí một khu vực là để xe cộ ngay sau khi mà chúng ta đi qua từ cái cửa chính. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí cái cửa chính là cửa bốn cánh trục xoay nhé. Và ở phía bên trong cũng khá là thoải mái khi mà chúng ta để được hai cái xe máy. Và ngay sau khi mà chúng ta đi qua cái khu vực để xe thì chúng ta sẽ đến với một cái cầu thang để có thể ngăn cách được cái không gian giữa cái khu vực để xe với cả công năng phía bên trong nhà. Và công năng phía bên trong chúng ta sẽ bố trí dưới tầng 1 bao gồm là một khu vực phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Ở đây thì đã đặt một cái bộ bàn ghế để có thể thuận tiện ăn uống ngay sau khi nấu nướng này. Và bàn bếp ở đây thì cũng sẽ sử dụng theo cái hình thức là hình chữ L, khi mà nó sẽ đặt cái hệ thống bếp nấu cũng như là bồn rửa theo hai cái hướng khác nhau, tránh xung khắc thủy hỏa đối đầu. Và ở đây sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung có lavabo này cũng như là bồn cầu. Còn đối với vòi tắm sen thì có lẽ gia chủ đã đẩy lên cái phía không gian phía bên trên. Ở đây thì chúng ta sẽ xem một cái mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 nữa. Trên này sẽ đặt một không gian là phòng khách. Phòng khách này sẽ đầy đủ bộ bàn ghế sofa này, đối diện là một cái kệ tivi để phục vụ nhu cầu giải trí cho gia đình. Và đối với không gian phía đằng sau chúng ta sẽ bố trí một khu vực phòng ngủ có đầy đủ những nội thất từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc. Và lên tới tầng 2 thì khu vực nhà vệ sinh chung thì đã được bố trí thêm một cái vòi tắm sen bên cạnh một cái lavabo cũng như là một cái bồn cầu rồi. Tiếp theo là mặt bằng bố trí nội thất của tầng 3 thì phía bên trên này chúng ta cũng sẽ có hai phòng ngủ riêng biệt và ngoài ra cũng sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng. Ở đây thì cũng sẽ được thiết kế đồng trục với cả nhà vệ sinh phía bên dưới nhé, để dễ dàng đi những cái đường điện, đường nước. Và cho tới tầng 4 thì chúng ta sẽ bố trí bao gồm là một công năng phía hướng ra phía trước, đó chính là không gian phòng thờ
có cái ban thờ hướng ra phía trước rồi này, phía bên này cũng sẽ có một cái vách ngăn. Và đối với không gian đằng sau chúng ta sẽ dành toàn bộ cho khu vực giặt phơi. Ở đây thì cũng sẽ bố trí một cái máy giặt để có thể thuận tiện cho quá trình chúng ta giặt rồi phơi đồ ở đây luôn. Chắc chắn là về cái việc mà thi công cũng sẽ có được cái sự thông thoáng với cái mảng tường phía đằng sau này rồi. Chúng ta sẽ làm thêm một cái rào chắn là sẽ vừa đảm bảo cái sự an ninh an toàn cũng là vừa đảm bảo cái sự thông thoáng cho không gian giặt phơi. Và để xem là cái bố trí nội thất của chúng ta đã sử dụng những cái hình dạng, kích thước, những cái màu sắc như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản vẽ nội thất 3D để xem rằng công trình này chúng ta đang sử dụng những cái hạng mục vật liệu như thế nào. Và ngoài ra thì nhìn cái vẻ đẹp của công trình sau khi mà đã hoàn thiện xong thì nó sẽ như thế nào nếu như mà chúng ta hoàn thành ở thực tế. Thì đối với công trình này chúng ta đang sử dụng hệ thống gạch ceramic với cả vân đá màu sáng, nó sẽ làm tương phản nổi bật rất là lớn những cái màu sắc còn lại của công trình, những cái nội thất còn lại như là bộ bàn ghế này, cũng như là những cái vách lam, cái tivi, cũng như là hệ thống cầu thang nữa. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho không gian của chúng ta sẽ nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Và đối với tất cả những khu vực phòng ngủ chúng ta sẽ sử dụng ở đây là hệ thống gạch giả gỗ nhé. Khi mà chúng ta sử dụng cái loại vật liệu này nó sẽ tạo ra cái cảm giác là ấm áp hơn vào mùa đông và mát mẻ hơn vào mùa hè. Và phía bên trong này chúng ta đã bố trí đầy đủ những nội thất công năng cho khu vực phòng ngủ rồi. Và cho tới tầng 3 thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nội thất tương tự, những cái vật liệu tương tự từ hệ thống sàn của phòng ngủ này cho tới hành lang, và đặc biệt là cho tới tất cả những khu vực nhà vệ sinh chung của công trình này chúng ta sẽ đều ốp gạch men đá lên cao đến kịch trần nhé. Trong đây thì quý vị cũng cần phải lưu ý trong cái việc thi công, đó chính là nên hạ cốt và đánh dốc cho nó thật là cẩn thận, tránh cái việc là nó sẽ bị tràn ngược ra phía ngoài hành lang công trình gây ẩm ướt hay là bị trơn trượt. Và cho tới tầng 4, khu vực cuối cùng, chúng ta đã bố trí một cái khu vực ban thờ khá là trang trọng rồi, có cái ban thờ hướng ra phía trước, ở hai bên sẽ có hai lục bình để có thể tượng trưng cho cái bình tích tụ những cái vượng khí tài lộc dành cho gia chủ. Toàn bộ hệ thống cầu thang của công trình này chúng ta sẽ sử dụng đó chính là mặt bậc làm bằng đá kim sa, nó sẽ giúp cho không gian vừa sang trọng hơn mà ngoài ra nữa thì còn rất là sạch sẽ, khi mà chúng ta đi lại thì cũng sẽ không có cảm giác nhìn thấy bụi bẩn hay là cho cái việc chúng ta lau chùi nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đây, đối với không gian phía đằng sau, đối với khu vực giặt phơi thì chúng ta sẽ có những rào chắn rất là cẩn thận và cực kỳ là chắc chắn. Ở phía bên trên chúng ta cũng sẽ có những cái vách lam nhé, để có thể lợp thêm một cái mái làm bằng kính cường lực cũng được, hoặc là nếu như mà không thì quý vị cũng có thể để thông thoáng. Và đó là về bản vẽ nội thất 3D. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ thiết kế thi công của công trình. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt đứng trục BA để tìm hiểu về chiều cao tổng thể của công trình. Đó chính là 13,9m. Và trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 450mm cho hệ thống bậc tam cấp phía bên dưới, 3,9m cho chiều cao thông thủy tầng 1 và 3,3m cho hệ thống chiều cao thông thủy tầng 2, tầng 3. Và riêng tầng tum phía bên trên chúng ta sẽ dành cái chiều cao là 3,1m. Ở đây thì cũng đã rất là cân đối theo những cái tỷ lệ xây dựng công trình rồi. Và bên dưới chúng ta cũng sẽ có hai trang vẽ là mặt cắt AA và mặt cắt BB sẽ thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường rất là chi tiết, đặc biệt là những cái vị trí của cầu thang rồi là cửa đi nữa. Nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ đảm bảo được cái sự chuẩn chỉ theo đúng với những cái kích thước, với cái số liệu mà đã được thực hiện trong cái bản vẽ kỹ thuật. Và phía dưới này cũng sẽ là những cái trang vẽ về cầu thang rồi là cửa đi, cửa sổ hay là về những cái nhà vệ sinh nữa, ghi chú về những cái vật liệu rất là chi tiết rồi. Và tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì ở đây chúng ta sẽ đầy đủ những nội dung từ ký hiệu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh hay là sơ đồ nguyên lý cấp điện, cũng như là những cái chi tiết lắp đặt thiết bị nữa. Và đối với hạng mục điện nước này, quý vị cũng cần quan tâm khá là nhiều đến cái mặt bằng chiếu sáng thông gió cũng như là về cái mặt bằng bố trí của cắm internet, bởi vì là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thói quen sử dụng của quý vị. Ví dụ như là một cái nơi mà chúng ta hay ngồi ở đâu, chúng ta làm việc, chúng ta học tập hay chúng ta ăn uống thôi, cũng cần phải có một cái nguồn ánh sáng nó đảm bảo. Và thường rằng là chúng ta hay sử dụng với những hệ thống đèn downlight bây giờ rất là phổ biến. Và đối với những cái hạng mục là ổ cắm ấy, thì quý vị cũng cần xem xét rằng là nơi đâu là cái nơi mà chúng ta hay phải sạc điện thoại để chúng ta hay ngồi để giải trí lướt internet, thì đặt những cái bộ phát wifi tín hiệu ở đâu cho nó phù hợp. Đó, cái điều này quý vị cần phải xem xét thật là kỹ và điều chỉnh trong quá trình còn làm bản vẽ thiết kế nhé. Tránh cái tình trạng là thiết kế xong rồi, thi công xong rồi chúng ta mới quay lại sửa chữa thì mất rất là nhiều thời gian và công sức. Tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình. Thì đối với hạng mục kết cấu này chúng ta
đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng là móng băng bê tông cốt thép, thì có lẽ là ở phía công trình này chúng ta đang có một cái nền địa chính nó cũng khá là chắc chắn rồi, thế là cái việc chúng ta sử dụng móng băng thì nó cũng sẽ có cái độ sụt lún đồng đều hơn so với móng cốc cũng như là móng đơn. Và đối với công trình này của chúng ta thì với cái hệ thống móng băng ấy sẽ được đặt những cái mục đặt độc lập hoặc là giao nhau theo những cái mối nối thành chữ thập như thế này. Mục đích chính của nó vẫn là để có thể chịu được những cái hàng rào rồi là bờ tường, những cái tải trọng của công trình. Và đối với cái việc mà lựa chọn cái giải pháp này cũng đã thông qua cái quá trình là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo cái nền địa chính của đó như thế nào để lựa chọn cái loại bóng ra làm sao cho nó phù hợp, đảm bảo chất lượng cũng như là về cái tình hình đầu tư của công trình. Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp và chính xác để có thể bóc tách những cái hạng mục này từ lớn nhất cho tới nhỏ nhất, từ những cái phần thô này, phần hoàn thiện, những cái hạng mục điện nước cho tới phần thân rồi phần mái, cho tới những cái lắp đất móng rồi là tất cả những cái chi tiết về phi đó thì đã được bóc tách rất là kỹ càng về số lượng và đặc biệt là về cái giá thành, chúng tôi sẽ liệt kê rất cụ thể ở đây để quý vị có thể chủ động theo dõi cái tình hình đầu tư cho công trình. Và ngoài ra nữa, chúng tôi còn cam kết rằng sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Thế nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành của công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin về công trình của gia đình anh Tiến có địa chỉ tại Đông Anh, Hà Nội. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.